Mình Nguyễn Thức VT lại xin chào tất cả các chị. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các chị một cái đôi giày để đi trong mùa hè này. Và nó tuyệt vời nhất, sang chảnh nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất. Thì mời tất cả các anh chị vào xem. Nếu thấy hay, thấy chất lượng thì bấm vào chỗ đăng ký kênh. Đấy, và cho lời bình luận, theo dõi kênh. Đấy, để chia sẻ cho mọi người và mua được những sản phẩm tốt nhá. Thì cũng giới thiệu cho tất cả các anh nam rất là nhiều rồi, nhưng nữ thì cũng ít giới thiệu, bởi vì là nói như thế thì nó cũng hơi bị phân biệt quá, cho nên là hôm nay thì Nguyễn Thức lại giới thiệu hai cái mẫu, tức là một cái mẫu trước và mẫu sau, là cho giày mùa hè để cho tất cả các chị đã đẹp là còn đẹp hơn, đã xinh thì xinh hơn. Nào, mời tất cả các chị vào xem, nhớ thấy hay là đăng ký kênh nhá, và cho là bình luận để cho Nguyễn Thức mỗi ngày có những cái sản phẩm mới để đưa lên để giới thiệu cho tất cả các chị nhá. Đây, các chị nhìn thấy đẹp không? Một đôi dép nó trường, đấy, nó đẹp, cái chất da các chị nhìn thấy nó khôn đúng không? Đấy, nhá, nó khôn, nó sắc nét. Nào, các chị nhìn thấy độ đẹp của nó có được không? Nào, cái độ đế của nó được không? Rất tuyệt vời nhá, tuyệt vời không? Đấy, cái sục này nó có thêm một cái trang trí để làm cho độ nét của cái độ trang trí của cái đôi dép này nó tăng thêm cái phần chất lượng hơn, nó đẹp hơn. Này, cái khuy, anh chị nhìn thấy khuy. Đấy, cái khuy rất đẹp nhá. Đấy, về cái đường máy thì tôi sẽ cho tất cả các anh chị xem cái đường máy, quay sát vào, đúng không? Đẹp không? Đường máy không có một cái gì mà ngoằn ngoèo. Nếu là hàng fake, hàng nhái thì nó may, thì kể cả những cái hàng này này, khi mà chúng ta đi ấy, cái viền viền này nó sẽ, những cái da này nó sẽ xù lên một cái như kiểu cái tơ vải ấy, các anh chị nhá. Còn hàng xịn nó không có nhá, trông nó mịn màng này. À, cái đường máy đấy, các anh chị nhìn cái đế của nó làm đẹp không? À, cái mặt nót nhá. Cái mặt nót của cái hàng xịn, cái nhìn nó khác ngay nhá. Đây, nó làm, nó đi sâu hẳn vào trong này chứ nó không phải làm lửng lửng ở đây đâu nhá, các anh chị nhá. Đấy, trong này cái đường nó là đường ép đế, các anh chị nhìn thấy nó ép có đẹp không? Nào, nó ép đẹp, phẳng căng mà độ như thế là đẹp của nó rất là tuyệt vời. Thế vào đây cái gót của nó, các anh chị nhìn thấy có đẹp không? Đấy, đi một đôi dép như thế này nó có đáng đồng tiền bát gạo không các chị, đúng không? Đấy, người ta gọi là tiền nào thì của đấy, tiền ít thì không có thịt ngon, đúng không? Cho nên là đừng có so sánh, đừng có so sánh, đừng có bì phấn với vôi nhá. Tôi nói thật sự, đừng có bao giờ bì phấn với vôi. Nhiều người cứ bảo ôi giời chỗ nọ nó bán rẻ đấy, mà rẻ thì nó có rẻ tiền, đắt thì nó có đắt tiền, đúng không? Nhưng mà thực ra thì đôi giày này không, đâu có phải là đắt. Đấy, tôi nói thật sự đôi giày này không đắt. Đấy, tôi dám cạnh tranh với thị trường luôn. Nếu ai mua được giá của đôi này rẻ hơn, tôi sẽ tặng cho tất cả các anh chị đó một đôi giày khác nhá. Đấy, chất lượng không? Đẹp không? Đấy, rất đẹp nhá, rất đẹp để còn rất sang. Rất sang còn rất chảnh, đúng không? Đấy, đúng không? Nào, các anh chị nào mà độ bền nhé, tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị, riêng đã giày dép mua của nhà Thức Hoài ấy, không bền nhất thì tôi không chịu nghỉ ở đất này. Đấy, bởi vì sao? Tôi có cơ sở để nói, bởi vì tôi là một con nhà gia truyền, tôi là một người thợ làm giày, cho nên tôi dám khẳng định rằng độ chắc, độ bền. Tại sao tôi lại biết? Tỷ lệ các anh ép keo như thế nào tôi biết, tỷ lệ làm như thế nào tôi biết, tôi còn giám sát được các cái người thợ đóng được những sản phẩm như thế nào, đúng không? Mặc dù rằng anh có bôi keo dối hay anh có làm một cái điều gì dối trá, tôi đều biết, tôi bắt ra làm lại, đúng không? Đấy là một cái là tôi hơn người ở cái chỗ là tôi biết làm nghề, tôi biết giám sát kỹ thuật của các đội thợ nhà tôi, đúng không? Anh không thể dối trá được, đúng không? Cho nên là cái giày của tôi nói thật sự, nhìn cái đôi giày trông nó mượt mà, trông nó óng ả, trông nó đường kim mũi chỉ, trông nó sắc nét, đúng không? Đấy, chứ nó không có như này, mã cốt, mã vạch. Đây, mã cốt, còn đây là mã vạch, thì các anh chị biết rồi, biết tôi là ai rồi. Còn các anh chị mua sản phẩm là phải có mã số, mã vạch nhé, nhé. Chứ còn tôi nói thật sự, ở trên xã hội này ấy, các anh chị thử mua xem, chỉ trừ có các anh chị mua ở cái hãng, chính hãng cực cực lớn mới có mã số mã vạch. Nhưng đây đến với Thức Hoài, nó cũng là một cái người bán hàng có tâm, có tầm, có đạo đức, có hiểu biết về chất lượng trong ngành giày.
thì mới có được những cái tiêu chuẩn chất lượng như thế nhá. Còn tôi nói thật sự này, đi một đôi giày cũng đôi giày ấy mà, nhưng mà tôi nói để làm sao được đôi giày nó đẹp, để làm sao được một đôi giày người ta xây dựng được cái thương hiệu, một cái uy tín, đúng không? Thì cái giày thương hiệu nó phải trên sơn một cái hàng phách, đúng không? Thế cho nên là tôi mới nói là các anh chị đừng bị phấn với vôi. Phấn nó là phấn, mà vôi nó là vôi, đúng không? Phải không? Anh chị nào đã nghe, từng nghe câu nói đấy chưa? Đã nghe thấy cái câu nói đó rồi thì biết rằng tiền nào của đấy, tiền ít không có thịt ngon, đúng không? Thế cho nên là chị nào muốn đẹp, muốn sang, muốn lịch lãm, muốn chất lượng của sản phẩm thì hãy đến với siêu thị giày dép Thức Hoài, hoặc là giày dép da cao cấp Thức Hoài cũng vậy, cũng là nó. Cho nên là số điện thoại của tôi chỉ có hai số: 1 0983 681 256, 0864 686 636, là hai cái số đó để tôi tư vấn cho tất cả các anh, các chị, các cô dì chú bác để đạt được cái tiêu chuẩn này. Thì các anh chị nhớ là, một là chụp cái màn hình của cái sản phẩm này tôi đang cầm trên tay, gửi bằng Zalo hoặc gửi bằng Messenger cho tôi. Đấy, tôi là Nguyễn Thức hoặc Nguyễn Văn Thức, tôi có hai trang Facebook nha. Anh chị nhớ nhá. Đấy là Zalo thì số tôi đã ghim trên màn hình nhá. Các anh chị cứ kết bạn với số tôi ghim. Tôi đã ghim cái số trên màn hình video ấy thì chắc chắn là các anh chị biết kết bạn đúng không? Đấy, kết bạn với số đó. Còn nếu thấy hay, thấy video chất lượng, đạt tiêu chuẩn, nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh ở bên dưới video, bên góc phải có cái chữ màu đen đấy, bấm vào đó đăng ký kênh, và xuống dưới nữa cho một lời bình luận để cho Nguyễn Thức có được những cái comment, có những cái tiêu chí đóng góp ý kiến để cho Nguyễn Thức luôn luôn hoàn thiện và luôn luôn cải tiến để chất lượng sản phẩm đẹp hơn, chất lượng hơn nha. Đấy, mình vẫn luôn luôn vẫn học hỏi từ các anh các chị mà, đúng không? Ví dụ như là anh chị nói đóng góp một cái ý kiến là nên theo tôi phải như thế này, theo tôi phải như thế này, thì tôi sẽ lấy thấy đó là một cái điều rất là vinh dự mà được các anh chị đóng góp ý kiến rất hay. Đấy, cũng như đợt trước có chị bảo là nói ngắn thôi, nói ít thôi, nói chất lượng vào, không cần phải video dài. Đấy, thì tôi cũng đã làm một số những cái loại video ngắn để cho tất cả các chị nào không có thời gian theo dõi. Còn nếu như mà tỉ mỉ kỹ càng hơn thì phải xem video ít nhất từ 6 phút đến 7 phút thì nó mới nói đủ được cái công năng của nó. Còn nếu mà không có thời gian thì mời tất cả các anh chị cũng vào trang đó, có những cái video ngắn. Đấy, nó cũng chi tiết, nhưng mà nó, cái video ngắn thì báo cáo các chị là YouTube người ta chỉ cho có 1 phút, tức là 59 giây thôi. Hơn thì nó lại thành ra video dài mất. Đấy, cho nên là nó có cái dở như thế. Đấy, thì tôi cũng làm cả hai. Anh chị nào thích xem video nào thì xem. Đấy, xem video ngắn cũng được, xem video dài cũng có. Đấy, thì hôm nay Nguyễn Thức VT hoặc là giày da nam cao cấp Thức Hoài cũng là một, thì cũng đã chia sẻ. Đấy, cần tư vấn thì các anh chị nhớ là kết bạn với Nguyễn Thức VT để có được những cái sản phẩm tốt hơn và xem được những sản phẩm tốt. Cần tôi tư vấn bằng hình ảnh video thì nhớ là kết bạn, thì tôi sẽ gọi bằng video và tôi nên lịch, tôi hẹn giờ. Bởi vì thực ra này tôi cũng thời gian nó cũng rất là bận, nếu mà khách hàng cần thì tôi sẽ tư vấn vào cái thời gian sớm nhất, và tôi sẽ nhắn tin là gọi được video hình ảnh không, nếu đồng ý thì tôi sẽ gọi và tôi tư vấn. Còn không thì có thể các anh chị cũng vẫn cứ yêu cầu tôi chụp ảnh cũng được, không sao cả, nhưng mà tôi khuyên là nên gọi bằng video là hay nhất. Đấy, nên gọi bằng video là hay nhất. Video không sửa được, ảnh cũng sửa được, đúng không? Ảnh xấu, giày xấu có thể chỉnh lên đẹp được. Đấy, còn video không chỉnh được, không sửa được. Đấy, gọi bằng hình ảnh, cứ ấn vào cái màn hình video gọi thì tôi dám khẳng định của các anh chị muốn mua như thế nào thì nó là thế, không sửa được, có tài thánh cũng không sửa được. Đấy, sau đó lại được một cái lời cam kết, nếu đúng được chất lượng như thế thì các anh chị nhận, còn không đúng thì các anh chị không nhận. Đấy, các anh chị mua hàng nó phải như thế, nó mới là người tinh tế, không phải là mình chặt chẽ, không phải là mình rắn đâu. Nhưng mà cái đấy tôi rất thích là các anh chị nào mua bán nó phải có một cái thỏa thuận, đúng như thế thì nên mua. Còn người ta đã không đồng ý như thế thì tốt nhất thì không mua, bảo mất phí mất ship. Không lấy thì mất phí mất ship, thì tôi tốt nhất là tìm hãng khác. Tôi nói thật sự, tôi nói thật, đấy là một quan điểm.
dứt khoát. Đấy, tôi cũng thế thôi, tôi bán hàng tôi rất thích các anh chị mua bán phải là sòng phẳng, dứt khoát. Nếu đến các anh chị nói là cái này nó không đẹp như ở trong video anh gọi, thì nó lỗi chỗ này, nó lỗi chỗ kia, thì tôi trả lại, tôi không lấy tiền, tôi không lấy sản phẩm, thế không mất cái gì cả. Đấy, đấy mới là người tốt. Đấy, mình làm như thế thì nó mới thanh lọc được tất cả những cái anh bán hàng phách, hàng nhái. Bây giờ cái hàng phách, hàng nhái nó nhiều lắm, nói thật sự các anh chị như thế. Nên là tôi muốn làm sao để cho tất cả các anh chị mua được hàng tốt, hàng chất lượng nhé. Thì thôi thì đến đây video cũng dài, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy hay, bấm vào chỗ bên dưới video này, bên dưới cái hình đen đen ở bên dưới video ấy, bấm vào đó đăng ký kênh và cho tôi một lời bình luận. Nhớ là đừng quên chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ cho cô dì chú bác, anh chị em nhà mình để mua được những sản phẩm tốt. Rồi, xin chào, chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.